Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo USB port, tạo USB port cực kỳ đơn giản, cực kỳ đơn giản cho anh em nào mà không biết gì về máy tính cũng có thể làm được. Trước tiên công cụ cần có là một cái USB, khoảng một cái USB 2G hoặc là 4G trở lên, và một cái phần mềm mà một và một và một cái phần mềm tên này là phần mềm đó là phần mềm đó là Rufus. Phần mềm này các bạn có thể tải trên forum của mình cùng với sau khi xem video này. Rồi các bạn tải phần mềm này về, giải nén ra và mở nó lên. Rồi đây là giao diện của cái phần mềm Rufus. Mình quên nhắc với các bạn là phải cần một cái file ISO của HandleBot nữa. Các bạn muốn file ISO hay HandleBot bản bao nhiêu cũng được, miễn là đôi ISO là ok. Rồi bây giờ là cái giao diện của default ở trên đây, tức là thiết bị tên USB của bạn khi cắm vào. Nếu các bạn có hai ba USB trở lên thì các bạn có thể chọn được. Ở đây mình chỉ có một cái USB thôi cho nên nó chỉ có hiện một cái thôi. Rồi bước thứ hai, các bạn chọn đường dẫn đến cái file ISO đó, đến cái file ISO nếu file ISO của HandleBot. Rồi các bạn bấm open. Ở đây mình chọn file HandleBot rút gọn của bác anh Vũ bên BKV Forum. Rồi open. Rồi sau khi chọn đường dẫn file ISO rồi, các bạn bước tiếp theo các bạn chọn là motherboard partition for BIOS. Rồi là dòng đầu tiên. Rồi tiếp theo các bạn bấm start cho mình. Ok. Rồi bây giờ các bạn chỉ cho nó chạy xong là ok. Vì là bản rút gọn nên rất là nhanh. Rồi nó chạy rất là nhanh. Rồi bây giờ nó đã tạo xong cái USB HandleBot cho mình. Bây giờ mình tắt nó đi và mình test cho các bạn xem luôn. USB của mình là ODF. Mình đã tạo xong cái USB port thành công chỉ trong vòng 30 giây mà thôi. Rất là ghê, thật là không thể tin được, đúng không các bạn? Rồi. Tuy nhiên đây là cái ưu điểm của cái phần mềm này, tạo ra rất là nhanh, không cần rụt rè, không cần format USB, cũng như không cần tải ba lăng ba bùm giống như các bước mình đã hướng dẫn ở bài trước. Tuy nhiên cái yếu điểm của cái HandleBot này là nó sẽ tạo ra một cái file nó tạo ra một cái file đó, auto run. Cái file auto run này nếu mà các bạn cắm vào một cái máy tính mà có phần mềm diệt virus thì nó sẽ phát hiện cái file này là sẽ file virus và nó sẽ tiêu diệt của file này. Nếu mà nó tiêu diệt file này đi thì các bạn không có thể boot được. Vâng, đây là khuyết điểm của cái phần mềm của cái cách tạo HandleBot này. Cho nên các bạn lưu ý. Rồi, cảm ơn các bạn. Video này được thực hiện bởi forum kỹ thuật viên.info.